Rồi, 1, 2, 3. Rồi, hello bạn. Hôm nay có dịp gặp bạn Kiệt. Bạn Kiệt 2 cây mấy à? Dạ, 2 cây 5. Ừ, 2 cây 5. Thì bạn Kiệt thì trong vòng 1 năm vừa qua, bạn Kiệt có tập luyện nhẹ nhàng với mấy cái bài của mình và kết hợp với dạy thi. Em đang dạy thi đúng không? Đúng rồi. Lên được bao nhiêu cm trong vòng 1 năm vậy? Dạ, năm vừa qua thì em cao thêm khoảng 10 cm. 10 cm là em tập gì và kết hợp với tụi tuổi dạy thi đúng không? Dạ. Cái tập mấy bài nhảy hay là yoga gì không? Hiện tại em tập yoga với nhảy dây thứ. Mấy bài trên kênh của anh đúng không? Dạ. Ừ, thì trong vòng 1 năm qua thì bạn Kiệt 2 cái năm còn vẫn còn đang cầm được tuổi dạy thi và lên được 10 cm nha. Tập luyện nhẹ nhàng. Em có uống sữa hay dinh dưỡng gì không? Cho anh mày thì muốn 2-3 hộp sữa gì đó. Rồi, ăn chế độ ăn gì, ví dụ mẹ nấu ăn rau củ quả, đồ bổ, các thứ đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì nói chung là bạn nào trong độ tuổi dậy thi thì các bạn nên tập nhẹ nhẹ vừa sức mình thôi. Ngày bỏ ra ta khoảng 20 hay là 30 phút gì đó tập, bởi vì cái tuổi dậy thi là nó tự cao rồi. Các bạn chỉ cần tập nhẹ nhẹ đủ kích thích, đủ cái cơ thể mình cần là được rồi. Đó, không cần... Vì dạy thi là các bạn tuyệt đối không nên bắt chước những cái bạn mà tập lâu năm là các bạn tập nặng nha. Thì nó rất là nguy hiểm, nó sẽ gây ra cho bạn bị chấn thương. Đó, ảnh hưởng tới phần sụng của bạn. Và nó sẽ khiến cho bạn bị không phát triển chiều cao được đó. Cho nên là tuổi dạy thi nè, các bạn bắt chước bạn Kiệt này. Bạn Kiệt tập theo mấy cái bài yoga nhẹ nhàng của mình, rồi mấy bài nhảy nhẹ nhàng. Đó. Ngày dành ra khoảng 20-30 phút. Kết hợp với cái độ tuổi dậy thi, tập cái bài nhẹ nhàng và lên được 10 cm trong vòng 1 năm đó. Nói chung là dậy thi là nó tự cao rồi mấy bạn, các bạn chỉ việc tập nhẹ thôi, đủ vừa sức thôi đó. Rồi em muốn chúc các bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao gì không? Thì trong cộng đồng phát triển chiều cao của tụi mình thì mình biết là có rất nhiều người muốn phát triển chiều cao hơn nữa để có dáng nó đẹp. Mình cũng giống như các bạn nên là chúc các bạn may mắn trong hành trình phát triển chiều cao và ăn uống đầy đủ các thứ để có thể đạt được chiều cao mong muốn. Em đi ngủ lúc mấy giờ? Dạ, thường thường thì em đi ngủ lúc 11 giờ, nhưng mà do cái đợt mà thi cấp 3 nên là em thức khá khuya, đến tầm 12 giờ 1 giờ sáng mới ngủ. Sao không dậy sớm học mà 11 giờ thì cũng khuya rồi đó em. Dạ. Tụi em thì ráng ngủ sớm sớm tí, 9 giờ 10 giờ là đó. Yeah.